Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nha, bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 2.000 tốc cần Matic đến từ sàn Bitmax. Thì chương trình Airdrop này diễn ra từ ngày 29 tháng 7 và kết thúc vào ngày 10 tháng 8. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Bitmax và KC luôn các bạn. Điều kiện là các bạn phải chơi một lệnh Matic của UTT. Rồi sau đó các bạn nhấp vào link phong nha các bạn. Thì các bạn mở link phòng mình ra nè. Thì đáp án mình có để cho phần link. Đáp án thì có để trong phần link trong kênh Telegram mình luôn các bạn, với phần link mô tả cho mình đó. Thì các bạn chọn vào đáp án nè các bạn. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của bạn đã đăng ký trên tài khoản Bitmax nha các bạn. Sau này tôi cần nó sẽ trả về sàn người Bitmax cho tất cả các bạn. Rồi, dòng thứ hai thì các bạn chỉ duyệt qua đáp án thôi các bạn. Câu số 1 là Polygon SDK và Polygon Latma nè. Rồi câu số 2 là Bot. Câu số 3 là Add Up Debug nè. Rồi các bạn dựa theo đáp án các bạn ấy các bạn. Thì để chơi được thì các bạn cần phải chơi một lệnh trên sàn Bitmax. Thì các bạn mở sàn Bitmax ra nè. Đối nhiên bạn nào chưa có token Matic trên sàn Bitmax thì các bạn nhấp vào một nạp nè các bạn, một tài sản nè các bạn. Các bạn nạp USDT vào các bạn. Các bạn gõ từ USDT nè, hoặc là TDX gì đó các bạn. Ê, các bạn nạp TDX gì các bạn. Các bạn nạp cái đồng Tron vào đây, rồi các bạn chạy qua USDT. Rồi sau đó các bạn từ USDT các bạn chạy qua token Polygon Matic, từ Matic chạy qua lại USDT các bạn. Các bạn chạy qua chạy lại các bạn. Chẳng có một lệnh chạy các bạn. Thì để chạy được thì các bạn bấm vào một giao dịch nè. Bấm vào một home chứ. Các bạn gõ một tìm kiếm nè. Các bạn gõ chữ Matic nè. Thì hiện ra cặp Matic của UDT thì bạn nhấp vào nè các bạn. Đây thì có lệnh mua vào và lệnh bán ra nè. Mình đã có tốc cần Matic thì mình bán ra UDT, các bạn bấm vào một bán ra nè các bạn. Chưa các bạn để nó hiện lên thông số giá các bạn. Rồi các bạn bán ra Matic của UDT các bạn với giá là $1, một tốc cần Matic qua UDT. Ê, một tốc cần Matic là bằng $1 mấy USDT bạn, $1.04 USDT. Rồi các bạn bán ra giá nào cũng được chứ bạn. Các bạn chọn đại một mục đi. Rồi số lượng thì bạn chọn trăm nha bạn, 11 nè. Rồi bạn bấm bán ra các bạn. Rồi chờ nó xác nhận giao dịch chút xíu nha các bạn. Cái này các bạn không cần chơi nhiều đâu các bạn. Các bạn chỉ cần kiếm vài đô các bạn chơi cho có lệnh giao dịch được các bạn. Cứ khoảng $5 được. Rồi sau đó mình trả lại lên phong cho các bạn. Thì mình chơi con này tối đa là 5 tốc cần Matic nha các bạn. Rồi mình đã giao dịch thành công các bạn. Còn mình trả lại câu hỏi thôi các bạn. Câu 3, câu 4 Ethereum. Câu số 5 là Polygon Valifitos. Câu số 6 là Internet of Blockchain on TTH. Câu số 7 là Network Protocol. Khoan các bạn. Rồi câu số 7 là Farm Network hả ta? À đúng rồi, Farm Network and Protocol. Câu số 8 là máy ta? Câu số 8 là V4 nè. G. Câu số 9 là G. Câu số 10 là LAT. Câu 11 là Ethereum. Ethereum và câu 11 là câu A và câu D này các bạn. Câu 12 là G. Rồi các bạn kiểm tra câu hỏi là một lần nữa có chính xác không nghe ta các bạn. Rồi nếu chính xác xong hết thì bấm gỡ là xong nghe ta các bạn. Thì vào ngày 10
tháng 8 thì tôi cần nó sẽ phân phối cho các bạn trên sàn Bitmart nha bạn. Vậy video tôi cần video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp ăn chia 2.000 token Matic đến đây mới kết thúc. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo.